Siêu bão gia đổ bộ Trung Quốc khiến hai người thiệt mạng, gần 100 người bị thương. Nga đánh trúng quân dự bị, chặn Ukraine đẩy lửa xung đột qua biên giới. Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 10.000 quân trong cuộc tấn công vào Kursk. Ukraine đưa quân tinh nhuệ nhất đến Kursk. Tổng tư lệnh Syrsky có thể bị buộc từ chức. Hoan tuyên án ông Trump về vụ tiền bịt miệng. Quân đội Israel rút khỏi khu vực Jenin ở bờ Tây. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Báo Giao thông. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Cập nhật những diễn biến nóng nhất liên quan đến siêu bão Zaki. Tính đến trưa ngày 7 tháng 9, siêu bão Zaki đã đổ bộ vào đảo Hải Nam của Trung Quốc với mưa lớn và gió giật, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 92 người bị thương. Hai trường hợp tử vong do bão Zaki đã được xác nhận tại huyện Định An. Trong khi đó, thành phố Văn Sương báo cáo 12 người bị thương do bão và thành phố Hải Khẩu ghi nhận 80 trường hợp. Bão Gia Ghi đã để lại những con phố ngập lụt và các con đường cây đổ hàng loạt tại đảo Hải Nam. Hình ảnh ghi lại trên nhiều tuyến phố cho thấy gió giật cấp 17 đã lật tung, cuốn theo ô tô, mái nhà và cửa sổ bay lên trời như những món đồ chơi. Chỉ hơn một giờ sau khi bão Gia Ghi đổ bộ, đảo Hải Nam đã chứng kiến tình trạng mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến 830.000 hộ gia đình. Tại đảo Hải Nam, 89 điểm du lịch đã tạm ngừng hoạt động để phòng tránh bão. Giao thông đường bộ, cầu và đường hầm đã tạm thời bị đóng cửa tại nhiều thành phố. Trước đó, hơn 1 triệu người tại hai tỉnh Hải Nam và Quảng Đông đã được di rời để tránh bão ra ghi. Gần 85.000 tàu đánh cá đã tìm nơi trú ẩn trong các cảng. Khi gió và mưa lắng xuống, tỉnh đảo Hải Nam đã hạ cấp cảnh báo bão và bắt đầu công tác phục hồi nhanh chóng, kịp thời trên toàn tỉnh. Hơn 2.200 công nhân đã được huy động để khôi phục cấp điện cho hơn 1,5 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng. Đến 7 giờ sáng ngày 7 tháng 9 theo giờ địa phương, hơn 20% số hộ gia đình bị ảnh hưởng đã có điện trở lại. Cũng trong ngày 7 tháng 9, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã khẩn cấp phân bổ 200 triệu nhân dân tệ, tương đương với hơn 28,2 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để hỗ trợ khẩn cấp sau bão cho các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông. Trọng điểm là tái thiết cơ sở hạ tầng và các cơ sở dịch vụ công cộng như đường xá, cầu cống, đê kè thủy lợi, trường học và bệnh viện bị hư hỏng ở các vùng thiên tai nhằm nhanh chóng khôi phục sản xuất và sinh hoạt. Việc sửa chữa đường bộ đang được tiến hành với 51 trong số 89 tuyến đường chính bị chặn hiện đã được thông xe. Các dịch vụ đường sắt cao tốc vòng quanh đảo đã hoạt động trở lại vào chiều ngày 7 tháng 9. Các dịch vụ phà ở eo biển Quỳnh Châu dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào tối ngày 8 tháng 9. Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu sẽ tạm thời đóng cửa cho đến trưa ngày 8 tháng 9 do tàn dư của cơn bão Zagi trong khi sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á tại thành phố du lịch nổi tiếng Tam Á bắt đầu dần khôi phục các dịch vụ bay lúc 10 giờ ngày 7 tháng 9. Các đội cứu hộ đang chạy đua để khôi phục dịch vụ thông tin liên lạc vì hơn 12.500 trạm cơ sở đã bị hư hại trên toàn tỉnh. Trong đó, thành phố Văn Xương chịu thiệt hại nặng nề nhất về cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Tiếp tục với những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố quân đội Moscow tiếp tục nỗ lực vô hiệu hóa lực lượng Ukraine trong chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk. Theo thông báo, ngày mùng 6 tháng 9, đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc được không quân và pháo binh hỗ trợ đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm xung kích Ukraine ở hướng Matvevka và Ogoka. Quân đội Nga cũng tuyên bố ngăn chặn các nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công Bolki, Movarovka và Marievka. Các điểm tập kết binh lính và khí tài quân sự của Ukraine đã bị tấn công gần các khu định cư Apanasovka, Bori, Visnevka, Vnezanoje, Goreevka, Grukenkoje, Kazachia Lognia, Kosista, Leonidovo, Matinovka, Malia Lognia, Novovanovka, Novanzasrochia và Snagot ở tỉnh Kursk. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công lực lượng dự bị và phương tiện bọc thép của Ukraine tại 15 khu định cư ở tỉnh Sumy. Moscow cáo buộc Kiev đưa quân từ Sumy vượt qua biên giới tấn công tỉnh Kursk của Nga. Nga đã tìm cách đẩy lùi trong khi tấn công các mục tiêu của Ukraine ở Sumy nhằm ngăn nỗ lực tiếp viện. Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk, Ukraine đã mất hơn 10.400 quân nhân, 81 xe tăng, 41 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép trở quân, 599 xe chiến đấu bọc thép, 339 phương tiện 76 khẩu pháo, 24 bệ phóng pháo phóng loạt, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 2 xe vận chuyển và nạp đạn, 19 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không. Chỉ tính riêng trong ngày 6 tháng 9, quân đội Ukraine mất tới 300 quân nhân và 12 đơn vị xe bọc thép, bao gồm 2 xe bọc thép chở quân và 10 xe chiến đấu bọc thép. Hai khẩu pháo, một trạm radar và 14 phương tiện của Ukraine cũng bị phá hủy. Các đơn vị thuộc nhóm phía Bắc của Nga cũng đẩy lùi hai cuộc tấn công và ngăn chặn nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk. Trong khi đó, về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky vừa xác nhận, lực lượng Ukraine đang kiểm soát hơn 100 khu định cư trên 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kursk sau một tháng giao tranh tại vùng biên giới Nga. Ông cho biết, Nga đã mất khoảng 6.000 binh lính, gồm những người thiện mạng và bị thương trong tháng đầu tiên của chiến dịch Kursk. Hang tin TASS ngày 6 tháng 9 dẫn lời cựu Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Yuri Rusenko cho biết, Ukraine đã triển khai các đơn vị và thiết bị tốt nhất đến Kursk, vùng biên giới của Nga. Ông Rusenko cảnh báo, câu hỏi đặt ra là Donbass thì sao? Ông Sirsky sẽ phải chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Ông ấy sẽ bị sa thải vì điều này trong mọi trường hợp. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk từ ngày 6 tháng 8, trước sự bất ngờ của các đồng minh phương Tây và chính binh sĩ nước này. Ước tính, Ukraine đã huy động hơn 12.000 quân, trong đó có các đơn vị tinh nguyện, cùng với xe bọc thép do phương Tây viện trợ để tiến hành đột kích. Ngày đầu tiên, quân Ukraine tiến công khá nhanh, kiểm soát hơn 1.000 km vuông chỉ trong vòng 2 tuần. Tuy nhiên, tốc độ tiến công đã chậm lại khi Nga tăng tiếp viện cho Kursk. Mục đích đột kích của Ukraine là bộ Nga phải chuyển hướng nguồn lực khỏi mặt trận Donbass, miền đông Ukraine, đặc biệt là Pokrovsk. Tuy nhiên, cường độ tấn công của Moscow ở Pokrovsk không thay đổi đáng kể. Ngược lại, Nga tiếp tục gây sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine. Điều này khiến giới phân tích cho rằng chiến dịch đột kích có thể là sai lầm lớn của Ukraine trong bối cảnh họ vốn thiếu hụt nhân sự, vũ khí trầm trọng. Chiến dịch Kursk có nguy cơ khiến phòng tuyến của Ukraine sụp đổ, tạo cơ hội cho Nga kiểm soát toàn bộ miền Đông. Trong một diễn biến khác, phát biểu tại cuộc gặp của nhóm tiếp xúc phòng thủ Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc các nước NATO gây sức ép buộc Nga đồng ý với các điều khoản hòa bình của Kiev vào mùa thu này. Ông cũng kêu gọi các nước phương Tây giúp sắp xếp việc sản xuất chung vũ khí trên đất Ukraine, bao gồm cả máy bay không người lái và tên lửa. Tổng thống Ukraine cho rằng, các đại diện của Nga cần tham dự hội nghị hòa bình lần 2 vào tháng 11 tới để tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Cũng trong cuộc gặp nói trên, Ukraine đã nhận được nhiều cam kết tăng cường viện trợ quân sự từ Mỹ, Anh, Đức và Canada. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Washington sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ an ninh mới trị giá 250 triệu đô la Mỹ. Khoản viện trợ này gồm tên lửa Rim-7 và hỗ trợ về phòng không, tên lửa Stinger, đạn cho hệ thống HIMARS, tàu tuần tra và các hỗ trợ quân sự khác. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng thông báo, Berlin cam kết cung cấp cho Ukraine thêm 12 khẩu pháo tự hành. Những khẩu pháo này sẽ được lấy từ ngành công nghiệp thay vì kho vũ khí quân sự của Đức. Theo lịch trình, 6 khẩu pháo sẽ được giao cho Ukraine vào cuối năm nay và số còn lại được giao vào năm 2025. Trước đó cùng ngày, Anh tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 650 tên lửa có tầm xa hơn 6 km, loại có thể phóng từ trên bộ, dưới nước và trên không. Số vũ khí này dự kiến được bàn giao vào cuối năm nay. Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải một video tập kích cỗ pháo phản lực M270 của Ukraine tại tỉnh Sumy. Vụ tập kích trên xảy ra gần làng Morisca, cách thành phố Sumy của Ukraine 20 km về hướng đông bắc. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, máy bay không người lái UAV của quân đội Nga tại làng morista ở tỉnh Sumy đã phát hiện pháo M270 Ukraine đang di chuyển. Trong khi xác nhận tọa độ chính xác nơi ngụy trang của cỗ pháo, các chỉ huy đã quyết định sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander M. Sau đòn tập kích từ tên lửa, cỗ pháo M270 đã bị phá hủy. Đoạn video được quân đội Nga đăng tải cho thấy về Nga thông qua camera giám sát ban đêm đã phát hiện khí tài Ukraine đang di chuyển từ đường lớn vào trong rừng. Sau đó, một quả tên lửa đã bắn thẳng vào vị trí được cho là nơi ngụy trang của cỗ pháo M270. Một nguồn tin quân sự cấp cao của Nga cho biết, sau vụ tấn công vào trung tâm huấn luyện ở Potava của Ukraine, khoảng 500 chuyên gia đã thiệt mạng hoặc bị thương, trong đó có linh đánh thuê từ các nước châu Âu. Hàng thông tấn Ria Novosti dẫn nguồn tin nêu rõ, khoảng 500 chuyên gia đã thiệt mạng và bị thương. Trong số những người chết và bị thương, có quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine và lực lượng vệ binh quốc gia, các chuyên gia thông tin liên lạc, người điều hành hệ thống tác chiến điện tử, trình sát điện tử, máy bay không người lái, cũng như lính đánh thuê nước ngoài từ các nước như Ba Lan, Pháp, Đức và Thụy Điển, những nước đã huấn luyện quân đội Ukraine. Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng, giờ đây các cuộc tấn công như vậy nhằm vào các điểm khai thác của quân nhân và lính đánh thuê Ukraine cũng như các mục tiêu quân sự sẽ trở nên thường xuyên. Trước đó ngày 3 tháng 9, hai vụ nổ đã xảy ra ở Potava trong bối cảnh có cảnh báo không kích. Như tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội đã tiến hành một cuộc tấn công có độ chính xác cao vào trung tâm huấn luyện chung thứ 179 của lực lượng vũ trang Ukraine. Đáng chú ý, theo Pravda.ru, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Tobias Bistrom đã từ chức sau cuộc tấn công tên lửa nói trên. Theo các báo cáo chưa được xác nhận, Thụy Điển đã mất toàn bộ ban quản lý cấp cao của hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không SAAB trong cuộc tấn công. Ước tính tổng cộng hơn 600 người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công này. Để đáp trả các cuộc pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine vào các mục tiêu dân sự, quân đội Nga thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào các vị trí có nhân sự, thiết bị và lính đánh thuê, cũng như vào cơ sở hạ tầng của đối phương, bao gồm cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc. Đồng thời, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quân đội không tấn công các tòa nhà dân cư và cơ sở xã hội. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh trong tuyên bố mới nhất đã khẳng định Ukraine không thể tận dụng tốt nhất tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, ngay cả khi Washington cho phép họ tiến hành cuộc tấn công vào sâu bên trong nước Nga. Bà Singh cho biết, ngay cả khi Ukraine được phép sử dụng tên lửa ATACMS, để chống lại tỷ lệ rất nhỏ sân bay nằm trong tầm bắn, thì Nga vẫn có thể di chuyển cơ sở quân sự đó ra xa biên giới Ukraine. Vì vậy, tác động xảy ra rất nhỏ và có rất ít giá trị chiến lược. Quan chức Mỹ cho rằng, 90% máy bay Nga phóng bom lượn và bắn tên lửa vào Ukraine đều ở sân bay cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát 300 km. Theo phó thư ký báo chí đầu năm góc, điều này có nghĩa là căn cứ không quân đó đang nằm ngoài tầm bắn của tên lửa ATACMS. Đến nay, Mỹ chỉ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để chống lại những cuộc tấn công xuyên biên giới và không được thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nhiều quan chức Mỹ, bao gồm người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder đã tái khẳng định chính sách của Washington không thay đổi đối với những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nhận định trong một cuộc phỏng vấn với Le Firago, nhà sử học người Pháp Emmanuel Talk cho biết, quân đội Ukraine đang tiến đến sự sụp đổ hoàn toàn thể hiện qua cuộc tấn công liều lĩnh của họ vào khu vực Kursk. Ông lưu ý, đây là chuyện bình thường. Cuộc phản công của Ukraine ở Nga là kiểu hành động liều lĩnh thường đi kèm với sự sụp đổ quân sự hoàn toàn. Đến cuối Thế chiến thứ hai, Đức cũng buộc phải thực hiện những hành động tấn công tương tự. Theo nhà sử học này, ưu thế vượt trội của Moscow còn được thể hiện trong cuộc đối đầu kinh tế giữa phương Tây nói chung và Nga. Chuyên gia Thotin rằng tình hình sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, chuyên gia Sergei Samurov, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu về Cơ chế Chính sách Đối ngoại Mỹ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cho rằng, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris có thể sẽ không độc lập trong các vấn đề chính sách đối ngoại, mà sẽ tiếp tục chính sách của Đảng. Ông Samurov cho rằng, Kamala Harris về cơ bản là một người nghiệp dư về chính sách đối ngoại. Nếu bà ấy trở thành Tổng thống và có đủ trợ lý giỏi xung quanh, bao gồm trợ lý chính sách đối ngoại, bà ấy sẽ làm theo lời khuyên của họ. Chuyên gia nhận định, đằng sau những trợ lý này sẽ là một số thế lực nhất định, bao gồm cả những thế lực từ ngành công nghiệp quốc phòng, kiếm được nhiều tiền từ cuộc chiến tranh hỗn hợp mà Mỹ và phương Tây đang tiến hành chống lại Nga trên lãnh thổ Ukraine. Theo chuyên gia Nga, nếu ứng cử viên Tổng thống Dân chủ Kamala Harris thắng cử, sẽ không có sự cải thiện đáng kể nào trong quan hệ song phương. Sức mạnh của Đảng Dân chủ là bộ máy đảng hùng mạnh của họ. Bà Harris sẽ đi theo con đường của đảng, được thiết lập theo cách mà Joe Biden đã hành động, tức là ủng hộ Ukraine và đáp ứng lợi ích của ngành công nghiệp quốc phòng. Theo nhà nghiên cứu Nga, mặc dù ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đôi khi đề cập đến nhu cầu cải thiện quan hệ với Nga, nhưng xét về mặt trừng phạt và chiến tranh ngoại giao, ông Trump vượt qua các tổng thống từng lãnh đạo nước Mỹ trong chiến tranh lạnh. Không giống như bà Harris, ông Trump có lập trường riêng và có thể áp đặt ý chí của mình vì điều này mà ông bị thế lực ngầm không ưa. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Nga dự đoán Chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa có thể thúc đẩy một số tiến triển trong quan hệ giữa Nga và Mỹ. Chuyên gia Samuilov nhận định, trong nhiệm kỳ đầu tiên, một tổng thống sẽ nỗ lực để tái đắc cử. Còn trong nhiệm kỳ thứ hai, ông ấy sẽ phải làm điều gì đó tốt trong chính sách đối ngoại của Mỹ để tạo nên lịch sử. Điều đó có nghĩa là ông Trump có thể làm dịu lập trường của mình và đạt được một số thỏa thuận với chúng tôi. Bộ Ngoại giao Iran hôm 6 tháng 9 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của giới chức Mỹ về việc Tehran âm mưu can thiệp cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Mỹ. Trong tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran, Nasser Kanani khẳng định, cáo buộc mà tổng trưởng Lý Mỹ Merrick Brian Garland đưa ra mới đây về việc Iran tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 là vô căn cứ và bịa đặt. Theo ông Kanani, việc tổng trưởng Lý Mỹ đưa ra cáo buộc trên đã nhằm phục vụ các toan tính chính trị trong nội bộ nước Mỹ. Thẩm phán thành phố Manhattan Ông Julian Muriel Merchant đã quyết định hoãn tuyên án cựu tổng thống Donald Trump về vụ tiền bịt miệng cho tới ngày 26 tháng 11. Thẩm phán Merchant cho hay, việc đưa ra bản án sẽ được hoãn lại để tránh bất kỳ ảnh hưởng nào tới cuộc bầu cử tổng thống sắp tới mà bị cáo là ứng cử viên. Tòa án là một tổ chức công bằng, vô tư và phi chính trị. Trước đó, các luật sư của ông Trump đã sử dụng một số biện pháp pháp lý nhằm trì hoãn việc tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 9. Hồi tháng 5, một bộ thẩm đoàn ở New York tuyên bố Ông Trump phạm 34 tội về làm giả hồ sơ kinh doanh. Đây là lần đầu tiên một cựu Tổng thống bị kết án hình sự. Ông Trump có thể đối mặt với mức án lên tới 4 năm tù, song thẩm phán Merchan cũng có quyền quyết định áp dụng hình phạt quản chế, phạt tiền hoặc án tù ngắn hạn. Cựu Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định không làm gì sai. Ông phát biểu với Fox News sau phán quyết rằng vụ án nên kết thúc, trong khi chiến dịch tranh cử của ông cho biết đó là một cuộc săn phù thủy. Chuyển sang các tin tức về tình hình xung đột tại Trung Đông. Quân đội Israel hôm 6 tháng 9 đã rút khỏi thành phố Jenin và chạy tị nạn của thành phố sau một chiến dịch kéo dài 10 ngày tại khu vực này. Theo hãng thông tấn AFP, người dân ở Jenin đã trở về nhà sau khi phải chạy trốn do các cuộc tấn công của quân đội Israel trong một chiến dịch được phát động tại nhiều khu vực ở bờ Tây từ hôm 28 tháng 8. Trong khi đó, tuyên bố của quân đội Israel cho biết các lực lượng Israel đã tiến hành các hoạt động chống khủng bố ở khu vực Jenin. Tuyên bố cũng cho biết thêm, trong suốt quá trình hoạt động ở Jenin, lực lượng Israel đã tiêu diệt 14 tay súng, bắt giữ 30 nghi phạm, tháo dỡ khoảng 30 quả bom được gài dưới đường và tiến hành 4 cuộc không kích. Chiến dịch của Israel cũng khiến nhiều ngôi nhà và con đường tại Jenin bị hư hại hoặc phá hủy. Mặc dù người dân đã quay trở lại, song họ lo ngại sẽ có những chiến dịch khác của Israel tiếp tục được thực hiện tại Jenin cũng như trên khắp bờ Tây. Trước đó hôm 4 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Joab Gallant cho rằng, quân đội nước này nên sử dụng toàn bộ sức mạnh để tấn công các tay súng Palestine ở bờ Tây. Ông Galen cũng đã ra lệnh cho quân đội thực hiện các cuộc không kích vào bất cứ nơi nào cần thiết để tránh gây nguy hiểm cho binh lính. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Israel-Hamas vào tháng 10 năm ngoái, ít nhất 660 người Palestine, trong đó có nhiều dân thường đã thiệt mạng, trong khi ít nhất 23 người Israel, bao gồm cả lực lượng an ninh, cũng đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của người Palestine tại bờ Tây trong cùng thời gian. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Báo Giao thông. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!